Em đi chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu đây nhỉ, là em lại quên mất rồi. 16 tháng 6 năm 2021. Em mình xin phép giới thiệu cho các bác một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu. Xe được sản xuất vào năm 2009, tên tư nhân, biển Hà Nội mọi người nhá. Thì như mọi người cũng được biết rồi, thì chiếc xe này em mua lại của một anh khách hôm trước có mua của em chiếc Kia Cerato 2.0 Premium 2019 á. Thì anh chị có để lại cho em chiếc xe này. Theo như chia sẻ, theo như kiểm tra tất cả mọi thứ thì em xin nhắc lại với mọi người, đây là một chiếc xe nhập khẩu nội địa Hàn Quốc, sản xuất năm 2009. Và đây là phiên bản SLX, nó là cái phiên bản đủ và phiên bản cao cấp nhất của cái dòng xe Kia Morning này mọi người nhá. Nói đến Kia Morning nhập khẩu thì mọi người biết được nó là một chiếc xe khá là bền. Mà đặc biệt nó nói thẳng với các bác câu luôn là nó là một chiếc xe cũng rất là giữ giá luôn. Màu này nó là màu xám lông chuột. Xe thì mọi người có thể nhìn thấy đây, xe đã được độ một bộ đèn bi LED cầu lồi, định vị LED ban ngày đầy đủ. Đó. Thời tiết Hà Nội khá là nóng nên là xin phép các bác là em quay nhanh chiếc xe này để cho bác nào. Về chất lượng xe thì xe các bác là hoàn toàn yên tâm. Xe thì em cam kết cho các bác là không có chuyện đâm đụng ngập nước gì cả. Còn thì quệt quạt xe nó cũng lâu đời rồi, xước sát hay là va quệt nhỏ thì chúng ta không thể nào tránh được đâu mọi người nha. Nội thất hàng thứ hai đây, với cái tầm tiền loanh quanh 200 triệu bây giờ nó rất là nhiều sự lựa chọn để cho chúng ta, để cho các bác chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng chiếc xe Kia Morning nhập khẩu này nó là một chiếc xe bền 201 mọi người nha. Em Bình đang chào bán với giá là 210 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng và linh động. Bác nào gọi là thiện chí mà chốt sớm thì em để giá tốt nhất có thể cho mọi người nhá. Đó, thì như mọi người có thể nhìn thấy đây, vô lăng của chiếc xe là có nút bấm tích hợp trên vô lăng. Phiên bản thường SLX thì đầy đủ, hầu như là thỉnh thoảng thôi. Nó có nhiều bản mọi người, thỉnh thoảng có bản nào mà hiếm lắm thì nó có thêm nút tích hợp vô lăng này mọi người nhá. Ghế da là ghế nỉ nguyên bản theo xe, nỉ pha da, có cả sấy ghế mọi người nhá. Đó, nội thất đây. Sấy ghế đầy đủ mọi người nhá. Điều hòa tự động là điều đương nhiên rồi. Trần mọi người có thể nhìn thấy đây, trần bọc ni lông. Trần bọc ni lông mọi người ạ. Nên là chúng ta cái táp lô thì anh chủ nhân anh đã đậy một cái thảm táp lô chống nóng vào đây. Thì bỏ ra này các bác nhìn này, cái táp lô nó như là mới luôn. Nó như là mới luôn, khá là giữ gìn đúng không mọi người. Đó, chân ga, chân côn này. 201, bây giờ chúng ta xem nào, mua được i10 số sàn 14 thì đó. Nhưng mà Morning này các bác ơi, Morning đấy, nhập khẩu nội địa Hàn Quốc mọi người nhá. Nhập khẩu nội địa Hàn Quốc bản SLX, nó lại là còn bản đủ nữa cơ. Nóng quá mọi người ạ. Thật sự với các bác câu chứ đây, đứng quay phim cho mọi người một trời nắng này. Kinh khủng khiếp luôn mọi người ạ. Sợ luôn cái thời tiết của Hà Nội đây. Đấy, các bác có thể nhìn giúp em cái vách cabo này. Cái vách cabo này mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là sáng, rất là đều từ từng cái mép chỉ này, mép lỗ này. Mọi người thấy không? Rồi. Với cái động cơ như thế này thì các bác hoàn toàn một điều rằng là nó sẽ là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và giữ giá. Đấy các bác ơi, nhìn các bác nhìn cái họng hút đây. Ốc này. Ốc này. Chưa một vết tháo nào này. Đó, động cơ đây mọi người này. Máy rất là khô. Và hiện tại chiếc xe này cũng xin chia sẻ với mọi người là em chưa có cho dọn dẹp gì cả. Có nghĩa là em cũng chưa cho đi đánh bóng, chưa cho đi dọn máy, dọn nội thất. Bác nào có nhu cầu chốt một phát là em cho làm đẹp luôn mọi người nhá. Giá 201 em nói với, nhắc lại với mọi người là giá vẫn còn thương lượng và linh động. Gọi là bác nào mà chốt thì gọi đồng ý là chốt thôi. Em cho đi đánh bóng với spa làm đẹp lên. Xin thưa các bác câu, nó quá đẹp. Nó sẽ rất là đẹp luôn. Các bác nhìn ốc chân máy này vẫn còn nguyên như thế này này. Đó, hộp số còn rất là ngọt. Xi nhan tích hợp trên gương, mặt gương chỉnh điện và gương cấp điện đầy đủ mọi người nhá. Đó. Biển Hà Nội. Chiếc xe này là biển Hà Nội. Cái bản lề này thực ra có hơi kẹt kẹt, tôi cũng xin thưa với các bác là đây, trời nó khá là nắng để xe nhiều. Trời nắng này bọn em cũng rất là sốt ruột. Ở showroom thì đang làm lại mái mọi người ạ. Đó, mọi người có thể nhìn thấy đây. Tầng để lỡ, tầng để ấy đây. Lốp sơ cua này, xe đã được dán cách âm toàn xe luôn. Dán cách âm này mọi người thấy không ạ?
nên là các bác đi chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là êm ái hơn nhiều, êm ái hơn nhiều luôn. Wow, không biết cái quay cái gì được nữa đây, vô lăng này. Ây da, bác ơi, ui ui. Xe có cả bệ tì tay mọi người nhá, morning rất là hiếm ạ. Số là dạng số zig zag, dạng số zig zag. Đăng kiểm với phí đường bộ của chiếc xe này thì còn đến tháng 5 năm 2022 cơ các bác ạ. Đẹp. Có 201 thôi mọi người. Hợp lý rồi, quá là hợp lý với cái tầm tiền đó. Kia Morning. Bạn nào thiện chí thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0968 831 280. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội, địa chỉ cửa hàng em là ở 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội mọi người nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. À đây, nhân tiện đây luôn thì chia sẻ cho mọi người mấy chiếc xe nhá. Cái chiếc Camry 203 3.0 này em bán rồi mọi người nhá. Morning SLX em còn một chiếc, hai chiếc này. Với chiếc này thì là như nhau nhưng chiếc này hơn tiền bởi vì nó là hơn đời mọi người nhá. Hơn đời một chút này. Em có một chiếc xe Innova số sàn 2014, 385 triệu giá vẫn còn thương lượng và linh động mọi người nhá. Chiếc i10 số sàn bản thiếu này bán rồi. Bán rồi mọi người nhá. Yaris vẫn còn một chiếc 209. 209 chiếc này chạy chỉ có 7 vạn thôi, cực kỳ mới. Cực kỳ mới luôn mọi người nhá, 7 vạn. Chiếc xe này thì không phải chiếc xe của em mà chiếc xe của anh cửa hàng bên cạnh mọi người nhá. Cũng phải chia sẻ luôn cho mọi người là xe nào của em bảo của em luôn. Và chiếc xe này là một chiếc Kia Cerato 1.6 số tự động bản đủ, cũng cửa hàng bên cạnh, không phải xe của em. Đó. Em vẫn còn một chiếc nữa, đó là chiếc i20 2016 đăng ký lần đầu 2017, tên tư nhân biển tỉnh này này. 465 triệu giá vẫn còn thương lượng và linh động mọi người nhá. Hộp chìa khóa em bỏ trong kia mất rồi mọi người ạ. Rồi, thời tiết nắng quá nên xin phép các bác là em quay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.